Dạ cháu chào bác ạ. Cháu xin lỗi bác, hôm nay cháu lại có việc bận, chắc là không qua được ạ. Bận thì đến muộn một chút có sao đâu. Cái Trang nó cũng bảo bác là nó về muộn. Thế hai đứa không đi với nhau à? Dạ không bác ạ. Này cháu này, nó hỏi này, cái chuyện cái Trang ấy nó đột ngột bỏ về có phải là do... Là sao hả bác? Là do hai đứa ở cùng nhau. Chứ hôm cái Trang nó đi Nhật Bản, cái Vân nó cũng nói với bác rồi, hai đứa bây giờ đã trưởng thành mà có tình cảm với nhau thì có chuyện đấy cũng là chuyện bình thường ấy mà. Hình như là bác hiểu lầm rồi ạ. Cháu với cả chị Trang không có chuyện gì đâu. Chỉ cần cháu có ý với Trang thì sẽ có chuyện ấy mà. Cái Trang nhà bác ấy nó trái tính trái nết, cháu cứ nhẹ nhàng chiều chuộng với nó có khi lại không ăn thua đâu. Thay đổi chiến thuật đi. Như cái Vân nó bảo bác cái gì nhỉ? Hơi lạnh lùng. Cháu cứ thử đi. Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng. Cháu cảm ơn bác. Ừ, bác chào cháu. Mở nhà hàng chay à? Phân khúc cao cấp. Vậy cậu em của anh đã có kinh nghiệm trong việc kinh doanh nhà hàng chưa? Đã từng mở nhà hàng chay nào chưa? Nó đã từng kinh doanh ở Nhật, giờ muốn về Việt Nam. Cũng đã tìm hiểu về thị trường, mô hình tương đối rồi. Em nghĩ là trong thời điểm dịch bệnh thế này thì việc đầu tư kinh doanh, nhất là về ẩm thực, cũng có rủi ro cao đấy. Còn phân khúc cao cấp thì cũng là một lựa chọn sáng suốt. Như anh biết rồi đấy, đồ chay thì cũng chỉ hướng tới một diện đối tượng hẹp thôi. Ý em là anh không nên đầu tư à? Em nghĩ là anh cứ thử cân nhắc xem. Bởi vì chúng ta cũng không thể biết được là trong thời gian sắp tới dịch bệnh sẽ diễn biến thế nào. Tại em anh nói dù mà cũng đang giai đoạn ở Việt Nam, cũng muốn gắn bó lâu hơn nên suy tính một chút. Thôi, em phải về rồi. Để anh đưa em về. Nhưng mà chỉ xin em một bát cơm thôi. Vẫn là không được ạ. Tại vì tối nay em có hẹn với mẹ của em rồi. Hơn nữa, mẹ em bây giờ mà thấy em đi với bất kỳ một người đàn ông nào là lập tức nghĩ người đó có khả năng làm con rể của bà. Vậy nên là em tránh cho anh thôi. Nếu anh không muốn tránh và cũng chả thấy phiền thì sao? Thì kệ anh ạ. Tối nay em chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho mẹ của em. Đúng là càng xinh đẹp càng phũ phàng. Thôi được rồi, anh sẽ đợi em mời cơm anh hôm khác.